Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu đang nói thì có một vị kỳ mục kia đến lạy người mà thưa rằng: Lạy Ngài, con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến đặt tay trên nó thì nó sẽ sống lại. Chúa Giêsu trỗi dậy và cùng các môn đệ đi theo ông ấy. Và này, có người đàn bà bị bệnh loạn huyết đã 12 năm tiến lại đằng sau người và chạm đến gấu áo người. Vì bà nghĩ thầm rằng: Nếu tôi được chạm đến gấu áo người thôi thì tôi sẽ được khỏi. Chúa Giêsu ngoảnh lại trông thấy bà ta, liền phán rằng: Này con, hãy vững lòng, đức tin của con đã cứu thoát con. Và người đàn bà được khỏi bệnh. Khi Chúa Giêsu đến nhà vị kỳ mục và thấy những người thổi kèn và đám đông đang xôn xao thì bảo rằng: Các ngươi hãy lui ra, con bé không có chết đâu, nó ngủ đó thôi. Họ liền nhạo cười người. Và khi đã xua đám đông ra ngoài, người cầm tay đứa bé và nó liền trỗi dậy. Tin này đồn đi khắp cả miền ấy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy Chúa. Hãy chạm vào Chúa và cho Chúa chạm vào mình. Kính thưa quý bạn chị em thân mến, bài tin mừng chúng ta nghe đó, nó xảy ra hai phép lạ mà nó khởi đi từ cái chạm đó. Thứ nhất, người phụ nữ mắc bệnh tự nghĩ rằng chỉ cần đụng vào áo của Chúa thôi thì mình được chữa lành. Và quả thật bà được chữa lành. Và cái chạm thứ hai là do Chúa Giêsu cầm tay đứa bé và đứa bé ấy đã chết và sống lại. Dù là cái cách thế chạm khác nhau, người ta chủ động chạm vào Chúa hay là Chúa chạm vào người ta, thì cái quan trọng nhất là gì? Người ta hay Chúa đều có một sự tiếp xúc mật thiết. Ở đây là Chúa chạm vào người ta và người ta chạm vào Chúa, cả hai đều chạm vào nhau. Cái chạm ấy nó không chỉ đơn giản là rờ vào một cái, nhưng cái chạm ấy nó dựa trên nền tảng là đức tin. Người phụ nữ, tại sao biết bao nhiêu người đi qua bà không chạm vào, mà bà lựa chỉ có chạm vào Chúa Giêsu thôi, không chạm vào nơi khác. Niềm tin của bà đã đặt nơi cái Chúa Giêsu. Cho nên cái chạm đó chỉ là cái hình thức bên ngoài thôi, nhưng mà cái mấu chốt bên trong là bà thể hiện niềm tin của bà. Biết bao nhiêu người đi qua bà không chạm, bà chỉ chạm vào Chúa Giêsu và xác tín rằng: Tôi chạm vào cái ông này này, tôi được chữa lành. Còn cái người cha cũng vậy, con gái mình chết, ông mới xin Chúa đến chạm vào con ông ta. Và khi Chúa Giêsu đến, đứa bé nằm im như vậy, chính Chúa chạm vào đứa bé, khi Ngài cầm tay nó thì nó sống lại. Như thế, điều mà phép lạ xảy ra được á, chữa lành được á, sống lại được á, nó dựa trên cái sự gặp gỡ Thiên Chúa trong đức tin. Người phụ nữ được chữa lành vì tin. Đứa bé được sống lại vì cha nó tin. Tất cả là niềm tin. Vậy thì bản thân mỗi người chúng ta, khi chúng ta đau ốm, gặp khó khăn, gặp thử thách, chúng ta chạy đến ai? Mình chạm vào ai? Và mình để cho ai chạm vào mình? Chúng ta đừng bao giờ quên, chúng ta có một đấng luôn luôn sẵn sàng để cho chúng ta chạm vào để được chữa lành, đó là Chúa. Và cũng đấng đó rất thích được chạm đến tâm hồn mỗi người chúng ta. Nhưng mà nhiều khi chúng ta thấy mình quên à, mình chẳng để ý đến Chúa, mình chẳng cho Chúa chạm vào người mình để mình được biến đổi. Mà chúng ta lại dành thời gian làm gì biết không? Đụng chạm người ta, gây hềm khích nơi người này, bực bội nơi người kia, đụng chạm nhau không? Chúng ta phải học nơi Chúa. Làm sao mà mình chạm vào Chúa và Chúa chạm vào mình để mình được chữa lành, mình được bình an. Từ đó mình bắt tay anh chị em mình cũng đem lại niềm vui bình an cho người ta. Còn nếu không, chúng ta thấy nếu chúng ta không để cho Chúa chạm vào mình và mình không chạm vào Chúa, mình không được biến đổi thì mình toàn đụng chạm nhau thôi. Mình bắt bẻ nhau từ lời nói, bắt bẻ nhau từ tướng đi, bắt bẻ nhau từ ánh mắt, và cứ như vậy mình đụng chạm nhau. Và nó làm cho bản thân mình không vui, cái người kia cũng không vui, và tạo một bầu khí không vui.
gia đình không vui, cộng đoàn không vui, giáo xứ không vui, lớp học không vui là bởi vì sao? Mình đụng chạm nhau không? Mình không có chạm vào tình yêu, mà mình chạm vào sự khác biệt của nhau, và từ đó mình làm nên một sự xung đột giữa người này với người kia. Chúng ta thấy không? Người ta chạm vào Chúa, người ta được bình an. Còn mình chạm vào nhau, tóe lửa. Là bởi vì mỗi người làm sao? Sống theo cái tôi của mình, sống theo ý riêng mình, và không tìm được cái điểm chung là niềm tin. Anh chị em ở đây tất cả cùng niềm tin vào Chúa Giêsu mà, cùng tin vào một Thiên Chúa là Cha mà. Vậy tại sao mình đấu nhau mỗi ngày vậy? Có phải là rõ ràng là cái niềm tin mình là niềm tin mơ hồ không? Lòng yêu mến Chúa một cách mơ hồ không? Nếu tôi tin thật sự là có Chúa, nếu tôi yêu mến Chúa thật sự, thì tôi phải nhìn thấy được anh chị em của tôi cũng cùng niềm tin với tôi, cũng cùng lòng yêu mến Chúa với tôi. Cho nên tôi sẽ sẵn sàng bắt tay giao hòa với anh chị em mình, làm hòa với họ, cùng nắm tay nhau đi trên hành trình dương thế này. Chứ không phải là hất tay nhau ra, hay là chơi xấu nhau, nói xấu nhau. Tất cả những cái đó chúng ta đang đụng chạm nhau, chứ không có chạm theo kiểu của Chúa. Chạm của Chúa là chạm của yêu thương và niềm tin, cho nên phép lạ chữa lành nó sẽ xảy ra. Còn chúng ta chạm vào nhau là toàn là làm cho nhau buồn thôi. Vậy chúng ta xin Chúa cho mỗi người chúng ta, xin Chúa hãy chạm đến con người của mỗi người chúng ta để chúng ta được biến đổi. Và chúng ta cũng hãy mạnh dạn chạm đến Chúa để xin Chúa chữa lành. Chỉ khi nào chúng ta gặp được Chúa trong những cái chạm niềm tin đó thì chúng ta được biến đổi. Và như vậy thì chúng ta mới bớt sự đụng chạm anh chị em của mình, bớt làm tổn thương nhau, bớt làm khổ nhau. Và như thế cuộc đời chúng ta mỗi ngày đều vui, đều hạnh phúc, đều bình an. Và thực sự đó là điều mà Chúa muốn trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Amen.